máy lọc nước AO Smith Series, cam kết chất lượng chuẩn Mỹ. Chạy gì mà vất vả như vậy thưa quý vị? Đơn giản thôi, có 4.000 mét thôi mà. Chị em phụ nữ văn phòng chạy trên máy tập cũng có thể chinh phục cự ly này một cách đơn giản phải không ạ? 4.000 mét lại còn vừa chạy vừa đi bộ, có vẻ còn đơn giản hơn. Ấy thế nhưng đây là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất mà bất cứ một trọng tài chuyên nghiệp nào trên thế giới cũng phải vượt qua. Chạy 4.000 mét biến tốc. Đề thi thì khó nhưng đề bài thì rất đơn giản thôi thưa quý vị. Hãy hình dung một vòng tròn của sân bóng là 400m sẽ được chia thành 4 đoạn 75m và xen giữa đó là 4 đoạn 25m. Người dự thi sẽ phải chạy 75m trong vòng 15 giây, tức là chạy không quá 15 giây. Sau đó đi bộ 25m trong vòng 22 giây. Cứ thế lặp đi lặp lại trong 10 vòng sân, tổng cộng vừa chạy vừa đi bộ là 4.000m. Đơn giản như vậy thôi. Trọng tài vào thi khẩu hiệu được thu âm theo thời gian định sẵn. Không thể dừng nếu không muốn nói là luôn luôn bị thúc ép về thời gian. Chỉ còn quá giây là sẽ bị loại ngay. Và chúng tôi khuyến cáo đây là phần thi chuyên nghiệp. Nếu quý vị tò mò, muốn thực hiện tại nhà thì phải tìm hiểu thật là kỹ. Trở lại với câu chuyện của trọng tài Hà Thị Phượng. Năm ngoái mùng 3 tháng 2, cô bị loại ở bài test này. Và năm nay, trọng tài chính xác là trọng tài viên Hà Thị Phượng cùng với hai trọng tài nữ khác quay trở lại với thử thách này một lần nữa với hy vọng sẽ vượt qua và trở thành những người phụ nữ đầu tiên điều khiển giải đấu chuyên nghiệp ở Việt Nam. Hà Thị Phượng bước vào kiểm tra thể lực lần thứ hai với các nam đồng nghiệp. Nhưng lần này cô đã không còn đơn độc khi có hai nữ trợ lý kiểm tra cùng. Mục tiêu chắc chắn là vẫn vậy, tuy nhiên sự tự tin thì đã hiện rõ trên gương mặt. Một năm qua, Hà Thị Phượng đã miệt mài tập luyện và rút ra những kinh nghiệm quý sau thất bại đầu tiên của mình. Năm ngoái thì mình đã không vượt qua được phần thi thể lực cuối cùng, đó là phần thi test quãng nghỉ. Thì năm nay thì mình đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về tất cả các phần của thể lực. Bài kiểm tra đầu tiên với tên gọi là Coda Test có vẻ không làm khó được cả ba nữ trợ lý trọng tài. Tuy nhiên, tất cả đều biết rằng mọi khó khăn sẽ dồn vào bài kiểm tra cuối, nơi mà Phượng cũng như nhiều nam đồng nghiệp đã từng không thể vượt qua. Lo lắng bắt đầu lớn dần khi Nguyễn Thị Hằng Nga là cái tên đầu tiên chấp nhận bỏ cuộc dù đã trải qua tới vòng thứ 7 của sân Mỹ Đình. Mình cố gắng mình chạy rồi bắt đầu qua vòng thứ 3, thứ 4 thì mình cảm giác bắt đầu cái cơ thể mình bắt đầu nó cảm giác là nó có hơi khó chịu một chút. Rồi cũng mình cũng cố gắng vượt qua tới nào vòng thứ 5, thứ 6 cho tới vòng thứ 7 thì nó cái tới đó đến là cái ngưỡng của nó rồi. Cái bắt đầu cái cơ thể nó thay đổi đi. Và cái nhịp chạy của mình bắt đầu nó cũng xuống. Nó không còn như cái nhịp lúc ban đầu nữa. Nhưng Hà Thị Phượng và Trương Thị Lệ Trinh lại cho thấy một nỗ lực tuyệt vời. Giống như Hằng Nga, những cái nhăn mặt, những tiếng thở dốc đã xuất hiện. Tuy nhiên, chỉ khác là đôi chân của cả hai vẫn miệt mài chạy. Và kết quả là Phượng và Trinh hoàn tất bài kiểm tra trong sự tán dương lớn của các nam đồng nghiệp. Ở Việt Nam mình đây là lần đầu tiên là có hai bạn nữ để vượt qua kỳ sát hạch, giúp cho bạn nam thấy tại sao nữ làm được mình phải làm được. Và cái tiếp theo đó là gì? Những bạn nữ khác cũng phải phấn đấu để được như hai bạn này. Đó là điều vinh hạnh cho chung của hai bạn này cũng như các bạn nữ. Dù mệt lử sau bài kiểm tra, nhưng niềm vui thì hiện rõ trên gương mặt của Phượng và Trinh. Cả hai gần như sẽ chắc chắn là những nữ trợ lý trọng tài đầu tiên tham gia điều hành tại một giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Và tất nhiên, điều này sẽ mở ra một hướng đi mới cho các nữ trọng tài sau này. Mình hy vọng là tất cả các trọng tài nữ và sẽ làm lấy mình với cả chị Trinh ra làm gương để mà cố gắng. Tại vì là mọi trong công việc thì mọi sự cố gắng được đếm đáp vào thành công ạ. Vượt qua thử thách khắc nghiệt, Phượng và Trinh sẽ là những nét mới đáng xem tại giải hạng nhất quốc gia sắp tới. Đồng thời cũng truyền đi một thông điệp rõ ràng. Bóng đá chuyên nghiệp đã không còn là sân chơi riêng của các nam trọng tài. Hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home được bảo tính chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.